ai cũng một lần được sinh ra và cũng một lần ra đi. Chúng ta không biết được chúng ta ra đi lúc nào, nhưng mà chúng ta được phép chọn cách mình sống như thế nào. Đến đây á, thì chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý là đối diện với F1 và F0 rồi. Tất cả mọi người đều phụng sự vì một mục đích duy nhất là hỗ trợ cứu sống bệnh nhân. Mẹ em mất thì em buồn thiệt á, nhưng mà bây giờ bỏ họ giữa chừng thì tội lắm. Nếu mà trong trường hợp mà có nhiễm bệnh xảy ra thì chẳng thì mình không vẫn chấp nhận. Mình là con gái nhưng mà mình nghĩ mấy anh làm được thì Nhi sẽ làm được. Hy vọng rằng đại dịch sẽ nhanh chóng kết thúc. Những cái điều tốt đẹp sẽ được tiếp tục lan tỏa nhiều hơn. Mình là con gái nhưng mà mình nghĩ mấy anh làm được thì Nhi sẽ làm được. Nhi chỉ có trắc trở là khúc đầu, là khi mình không biết cách mặc quần áo hay là xịt khuẩn làm sao để đúng chuẩn thôi. Nhi thì là một cô gái độc thân, ở với em trai ở Sài Gòn, còn gia đình ba mẹ Nhi thì ở Bình Phước. Nhi lên đây thì hai chị em đều làm chạy xe cứu thương nên không có việc gì để cản trở hay là gì hết. Và gia đình Nhi luôn luôn ủng hộ Nhi. Gần 2 tháng liên tục, Hà Nhi đã lái xe cứu thương vận chuyển bệnh nhân F0 đến các khu cách ly và điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh. Vốn là một chuyên viên thẩm mỹ, nhưng khi dịch bệnh bùng phát, Hà Nhi đã xung phong và trở thành nữ tài xế duy nhất của đội thiện nguyện. Trước lúc tôi lái xe này thì tôi đã phụ bếp để nấu những phần cơm đi đến khu cách ly. Một ngày 1.000 đến 2.000 phần, có ngày 3.000 phần. Còn sau khi bên đội của Thiện Nguyện Đức Tâm đang kiếm tài xế lái xe, tôi nguyện xin qua bên đó để lái xe chở F0 đi cách ly. Có khi là tôi làm đến 2 giờ sáng, có một ngày đạt tiêu chuẩn nhất là 14 tiếng. Rảnh lúc nào thì tôi nghỉ ngơi lúc đó và ăn tranh thủ thời gian ăn uống. Không biết vì sao nữa nhưng mà tôi rất muốn làm nhiều hơn nữa. Tôi có động lực lắm, tôi chưa bao giờ tôi nghĩ là tôi bỏ cuộc hết. Dạ rồi. Nếu mà bệnh viện đó nhận thì chị xin lại số điện thoại của bác sĩ rồi sao em thì chị điện cho em thì em sẽ ra em chở chị đi luôn. Em sẽ phục vụ chị miễn phí hết. Bác sĩ Trần Văn Dương là trưởng phòng khám đa khoa ở huyện Bình Chánh. Từ khi dịch bệnh bùng phát ở thành phố Hồ Chí Minh cho đến nay, anh đã cùng các đồng nghiệp của mình thay phiên nhau lái xe cứu thương miễn phí cho bệnh nhân F0. Trực tư vấn sức khỏe qua điện thoại cho người dân ở các khu cách ly, thậm chí sẽ mang thuốc đến tận nơi nếu họ cần. Khi bắt đầu công việc này thì mình cũng nghĩ là chỉ có một mình làm thôi. Nhưng mà hiện tại thì đội xe của mình thì có 6 người, thì trong đó thì có 4 bác sĩ và 1 tài xế và 1 kỹ thuật viên. Ban ngày thì mình sẽ vận chuyển F0 từ các trung tâm y tế cũng như các phường xã của CDC thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển về các bệnh viện dã chiến. Buổi tối mình sẽ hỗ trợ những cái bệnh nhân mà trong vùng cách ly cũng như trong vùng phong tỏa mà không được chăm sóc y tế thì sẽ thực hiện hỗ trợ người bệnh. Trong đại dịch xảy ra thì nó cũng như chiến tranh rồi đấy, thì mình có một cái tinh thần tương trợ lẫn nhau.
thì mình thấy một số những cái hoàn cảnh thì rất là khó khăn, thì mình không thể thể nào mà đứng nhìn được. Để có hàng trăm chuyến xe đưa các ca F0 kịp thời đến nơi cách ly và điều trị, các tài xế luôn phải tuân thủ quy định phòng chống dịch, mặc đồ bảo hộ, khử khuẩn, giữ khoảng cách và lái xe an toàn. Những chuyến xe cấp cứu không quản ngày đêm giúp nối dài cơ hội sống cho các bệnh nhân. Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui giúp được nhiều người, vẫn còn đó nỗi buồn và sự day dứt trước những số phận mong manh trong đại dịch. Tôi đi thì gặp nhiều hoàn cảnh lắm. Tôi thấy những em bé 1 tháng 2 tháng hoặc những em bé mà 1 tuổi 2 tuổi mà mặc những cái bộ đồ bảo hộ mà đi phải kéo rồi phải cột lên rồi ngã nữa. Những em bé đã làm tôi rơi nước mắt. Khắc mà khóc mà nhiều nhất luôn đó là khoảnh khắc đó là một ông lớn tuổi rồi, họ bị kiệt sức, họ thở trên, trong khi đó không có ai hết, chỉ một mình tôi, họ ngồi đằng sau, họ cứ đập cửa xe, nên là cái đó là tôi làm tôi hoảng hốt. Một số những bệnh nhân lớn tuổi thì kèm theo một số những bệnh lý nền nữa, những ca đó thì đã trở nặng rồi thì mình xử lý cũng không kịp và vận chuyển cũng không kịp thời để đến những bệnh viện mà có những cái chuyên sâu để điều trị COVID. Quá trình đó thì mình rất là hối hận. Sau những bữa ăn vội, những giây phút tranh thủ nghỉ ngơi, không quản ngày, đêm, mưa nắng, những tài xế lái xe cứu thương lại lên đường, góp một phần sức lực để dịch bệnh qua đi, để mọi người mạnh khỏe và sớm trở về đoàn tụ bên gia đình. Thật sự là Nhi cũng sợ, nhưng mà Nhi nghĩ rằng là nếu mà ai cũng sợ thì không biết là khi nào Việt Nam mình mới có thể trở lại. Một số những anh chị em cũng khoảng 2-3 tháng nay chưa về với gia đình. Gia đình của tôi thì thật sự là rất là lo lắng cho tôi. Thì trong quá trình tham gia chống dịch thì nó sẽ bị như vậy. Nhưng mà thật sự là tôi thì đã tham gia rồi thì tôi sẽ chấp nhận. Hai mát không? Mát. Chuẩn bị nó lạnh nha đầu. Đã không ạ? Đã chứ. Thì tới giờ thì trường lại gọi đầu mấy ngày vậy đó. Giờ lâu mình, lâu Mỹ thay tả rồi. Lâu mình. Giờ quý quá luôn á. Đâu có kiếm được người như vậy đâu. Cái đó là quá cảm ơn luôn rồi. Thường á, nó coi mình như là những mẹ nó rồi, thay đầu thay biết, lần đầu rồi biết, sạch sẽ. Ai cũng muốn anh quý thường cho nó. Tối là anh phải thức cũng tới 1-2 giờ sáng rồi anh canh bệnh phụ bác sĩ nghỉ ngơi, là anh đi coi từng phòng có gì để anh kêu bác sĩ kịp á. Mấy bà ăn hay là lấy thuốc, bác sĩ còn lấy thuốc mấy bà uống giùm gì đó. Rồi dùng gác hôm nay kia em làm được, còn mấy cái đó mà mấy bà kia tả cái em chạy kiếm anh trường. Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi với quy mô 500 giường là một trong những cơ sở y tế tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân nặng và vừa. Mỗi ngày, hàng chục y bác sĩ căng mình để giành lại sự sống cho các bệnh nhân. Tại đây, có một điều dưỡng đặc biệt, một chàng trai F0 28 tuổi đã vượt qua cửa tử và tình nguyện ở lại giúp đỡ các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân. Tôi tên Hà Ngọc Trường, tôi sinh năm 1993.
tôi được chuyển vào bệnh viện Củ Chi để điều trị Covid vào ngày 16 tháng 6. Cái sự mà virus mà nó ăn vào phổi á rất nhanh. Thực sự mình không biết đâu, mình không biết được đâu, mình chỉ có chụp X quang thì mình mới biết được thôi. Tôi sốt cao trong vòng 10 ngày, cứ uống thuốc hạ sốt và trong vòng 3-4 tiếng là tôi đã sốt lại. Và sau 10 ngày đó thì ngày thứ 11 tôi cảm thấy tôi tức ngực, khó thở và ho. Ho nhiều, hạt đạm thì có máu và mất vị giác. Bắt đầu tôi được chuyển vào phòng cấp cứu đặc biệt, gọi tắt là ICU. Khi mà điều trị ở trong đây á, mọi người sẽ thấy được là họ rất là cực khổ. Các y bác sĩ, điều dưỡng, họ rất là cực. Cho nên là tôi có nghĩ trong đầu là nếu mà mình vượt qua cái tử thần này á, mình khỏe lên rồi á, thì mình sẽ giúp cho họ một cái phần nào đó. Đã từng là bệnh nhân COVID nặng không có người thân bên cạnh, Trường hiểu hơn ai hết một cái nắm tay lúc cô đơn có ý nghĩa như thế nào với tinh thần của người bệnh. Vô đây thì mọi người sẽ cảm thấy thương nhau hơn, bởi vì nhìn họ thương lắm. Mình nghĩ là mình là trai trẻ, mình có sức khỏe nữa, mình đã vượt qua cái tử thần đó rồi, thì mình có thể giúp họ bất cứ việc gì để mà giúp họ, để họ vượt qua cái cơn dịch này để mà về với gia đình. Thì đây cũng là lần đầu tiên mà em thay tả cho một mấy người lớn như vậy. Thì em cũng bất ngờ sao tự nhiên là mình cũng không thể tưởng tượng là mình có thể làm những điều đó. Cho đến thời điểm này là đã hơn 2 tháng rồi mà Tù vẫn đang còn ở đây và Tù giúp các bác sĩ. Cái số lượng công việc mà đội ngũ nhân viên y tế phải làm nó rất là nhiều. Từ khi mà có những cái sự hỗ trợ của các bạn tình nguyện viên, nhất là những bạn F0 đã khỏi bệnh, thì cái đó là nó như là một cái nguồn động lực, một cái nguồn giúp sức rất là lớn cho đội ngũ nhân viên y tế. Nhiều người hả cứ coi em giống như là người thân vậy, họ nắm tay em mà nói Trường ơi đừng bỏ chị nha. Trời ơi, em không tài nào mà em về em ngủ được. Em cứ đứng với họ suốt đêm nha. Họ chỉ về được tới nhà là họ chỉ cần gọi điện cho em mà hay nhắn tin cho em để em thấy được là họ đã bình an trở về là em vui lắm. Giống như nhiều gia đình khác ở thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày đại dịch hoành hành, gia đình của Trường, cả 5 người đều bị dương tính. Ngày 10 tháng 8 vừa qua, mẹ của Trường đã không thể qua khỏi. Bà qua đời lúc anh vẫn đang ở trong bệnh viện để chăm sóc các bệnh nhân. Trường đã không có dịp được gặp mẹ lần cuối. Dù hôm nay dẫu đúng sai, vẫn yêu hơn. Vượt qua nỗi buồn đau của bản thân, Trường đã quyết định tiếp tục ở lại bệnh viện với mong muốn có thể giúp đỡ các y bác sĩ và bệnh nhân chừng nào mà họ còn cần đến anh. Đó cũng là cách để anh báo hiếu mẹ và góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến chống lại đại dịch. Trường nhớ mẹ, Trường yêu mẹ lắm. Trường biết rằng là ở thế giới này Trường chưa làm gì được cho mẹ hết. Nhưng mà cũng mong mẹ nhìn thấy là Trường đã làm được những điều mà giúp ích cho cuộc sống và xã hội. Để Trường mong một cái tia hy vọng là có kiếp sau, Trường vẫn luôn mong muốn Trường là con của mẹ Trường.
rồi thì đoàn xe của mình cùng các tình nguyện viên thì đang di chuyển tới bệnh viện. Khoảng đường quãng đường khoảng cỡ 20 phút là mình sẽ đến cho mọi người. Còn mình đầu tiên của Tuấn khi mà đến bệnh viện á, thì mình sẽ tìm thử là có cái đồ nào mà của người nhà gửi lên cho bệnh nhân không, mình sẽ xách lên trên lầu 7 giúp cho bệnh nhân ha. Có đem lên giùm cho bệnh nhân. Con này có điện thoại nè. Đây lầu 5 không chú? Đây lầu 5 này. Con coi đó coi. Có điện thoại người nhà điện không? Một lần thì mình đến cái phòng bảo vệ để lấy những cái đồ đạc mà người nhà bệnh nhân gửi lên cho bệnh nhân, thì mình có thấy cái dòng chữ ở trên đó: ba ơi cố gắng khỏe lên để về với con nha ba. Cái dòng đó rất là xúc động và chạm tới cái trái tim của mình, vì mình cũng nghĩ tới người cha của mình, nếu mà cha của mình bị bệnh như vậy thì mình sẽ rất là lo lắng, và đặc biệt mình không được chăm sóc cho ba của mình nữa thì sẽ như thế nào. Từ một nhà thiết kế chỉ tiếp xúc với vải vóc, bản vẽ và những người nổi tiếng, Nguyễn Minh Tuấn đã trở thành một tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân nặng và nguy kịch tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thủ Đức. Thì mặc cái bộ đồ này nó cũng tốn khá thời gian, cũng khoảng cỡ 10 phút mới mặc xong nha mọi người. Thì cái khó khăn nhất của cái công việc này mà Tuấn cảm thấy đó chính là cái độ ngợp của cái bộ đồ này. Mình mặc cái bộ đồ này mình hết sức kỹ lưỡng, đúng tất cả những cái yêu cầu. Chứ không là vào trong đó thì chỉ cần sơ hở thì có thể là mình trở thành F0 thì lúc nào mình cũng không biết được nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu vô nha. Phía sau cánh cửa này là nơi mà làm việc các bác sĩ và bệnh nhân. Tuyệt đối không được mở cái cửa này tự ý. Bye bye mọi người. Công việc chính của mình tại bệnh viện, thứ nhất là mình dọn vệ sinh, thay thế cho những nhân viên vệ sinh, thu gom rác thải và mình lau chùi bệnh viện. Nhiệm vụ thứ hai của mình đó chính là hỗ trợ y bác sĩ cũng như điều dưỡng theo dõi một phần nào đó những cái bệnh nhân, để mình có những cái vấn đề gì mình sẽ báo cáo ngay để kịp thời chữa trị. Ở đây thì các bệnh nhân họ sẽ cảm thấy rất là cô đơn, hoảng loạn khi mà họ mắc bệnh, thì mình sẽ quan tâm, chăm sóc, an ủi hoặc là động viên bằng những cái lời nhẹ nhàng nhất để họ cảm thấy có tinh thần và vực dậy cái tinh thần của họ để mà chống chọi lại với bệnh tật. Những cái hình ảnh những cái bệnh nhân thì đã chạm tới cái lòng trắc ẩn của mình, thì mình đã quyết định đăng ký ngay để tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Gia đình mình thì ba mình cũng đã từng tham gia là bộ đội, thì mình cũng giữ cái tinh thần yêu nước như vậy. Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thủ Đức. Đây là bệnh viện hồi sức chuyên sâu thuộc tầng cao nhất trong tháp điều trị 3 tầng tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi điều trị các bệnh nhân nặng và nguy kịch. Từ gần 2 tháng nay, nơi đây đón một đoàn tình nguyện viên đặc biệt. Đó là những chức sắc, tăng ni và tín đồ thuộc ba tôn giáo khác nhau là Phật giáo, Công giáo và Tin lành. Ngày 22 tháng 7 năm 2021, chúng tôi được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kết hợp với lại ban tôn giáo làm lễ xuất quân. Thiện nguyện viên ban tôn giáo chúng tôi gồm có 160 người được điều phối về bệnh viện hồi sức COVID-19. Đây là bệnh viện mà các bệnh nhân nặng từ tuyến dưới chuyển lên đứng bên bờ của sống và chết. Những giây phút tĩnh tại hiếm hoi bên ngoài phòng bệnh. Thầy Thích Trúc Khai, tăng chúng chùa Long Hoa, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Xung phong tình nguyện chống dịch, thầy được bầu làm trưởng đoàn thiện nguyện phụng sự tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Thủ Đức. Khi khoác lên mình bộ đồ bảo hộ y tế, thầy cũng như tất cả các tình nguyện viên tôn giáo khác bận rộn hỗ trợ các y bác sĩ trong mọi công việc liên quan đến bệnh nhân, từ lau dọn vệ sinh, khử khuẩn, thay tã, làm thuốc đến chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ cho người bệnh. Đến đây thì chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý là đối diện với F1 và F0 rồi. Cái việc sống và chết đối với chúng tôi nó không còn quan trọng nữa, mà chúng tôi đến đây để mà phục vụ và phụng sự chúng sanh.
Nếu mà nói không sợ là sai. Tụi em vẫn sợ, nhưng mà chính vì cái tình thương của mình đối với mọi người lớn hơn cái nỗi sợ đó, cho nên em dẹp cái nỗi sợ qua và mình cố gắng, mình phải bảo vệ mình trước để mình có sức khỏe để mình làm phục vụ cái công việc này cho mọi người. Tôi không có lo lắng cho cái công việc này nhiều, mà tôi lo lắng mình làm thiếu sót một cái điều gì đó nó sẽ làm ảnh hưởng đến sự sống của bệnh nhân. Khi ở ngồi, mình tưởng tượng và khi mà vào trong đó, nó rất là khủng khiếp. Các bác sĩ nhiều lúc là mặc đồ bảo hộ có thể 8 tiếng và nhiều khi bệnh nhân đang bị hấp hối hoặc là bị bệnh nặng khó thở là các y bác sĩ có thể hy sinh tất cả, bỏ ăn, bỏ uống và mặc đồ bảo hộ đó có khi đến 16 tiếng đồng hồ ở trong đó. Khi mà thấy các vị đó thì mình thấy rằng là mình chẳng đáng là gì hết. Vì cái sự phục vụ, cái tâm đức của các y bác sĩ ở đây rất là tốt. Các bạn biết là khi bệnh viện hồi sức Covid đưa vào hoạt động thì thiếu thốn rất nhiều. Việc mà chăm sóc cho những bệnh nhân hồi sức Covid, đặc biệt trong giai đoạn nặng mà bắt đầu chuyển sang những cái giai đoạn hồi phục thì cần sự tắm rửa, vệ sinh, rồi ngay cả việc cho từng bữa ăn hay là hướng dẫn các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, thì chúng tôi phải nói là cái lực lượng tình nguyện của cái tôn giáo đã đảm nhiệm gần như tất cả các công việc này. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, những tình nguyện viên tôn giáo phụng sự bệnh viện luôn mang theo một sứ mệnh, đó là mang lại sự an lành trong tâm trí của người bệnh. Những lời động viên an ủi, những cái nắm tay nơi dịch bệnh khắc nghiệt nhất đã truyền đến sự an yên, ấm áp, giúp bệnh nhân cảm thấy vững tâm trong cuộc chiến này. Cháu nha, anh chúc cho mau khỏe nè, một miếng thôi. Chúng tôi luôn mong thông điệp là tâm an và sự an. Có rất nhiều bệnh nhân vì bệnh mà hoang mang, sợ hãi, chán nản. Chúng tôi đều đến bên động viên, chia sẻ. Lúc họ vô đây họ không có đi với người thân hay gì đó. Lúc mà mình chăm sóc họ thì họ coi mình như người thân luôn á. Nhiều lúc em đút cho họ ăn mà họ khóc á. Là lúc đó em cũng xúc động. Vui thì có thể nói tới là lúc mà giúp được bệnh nhân liên lạc với người nhà. Có người vào đây 2 tuần, có người vào đây cả tháng rồi nhưng mà không liên lạc được về với gia đình, người thân. Em có kiếm được số điện thoại của người nhà, có liên hệ video call qua cho người nhà gặp qua Zalo, Facebook, các mạng xã hội á, thì họ rất là vui, lúc đó họ khóc. Còn chuyện buồn nhất thì có lẽ là một cái cô đó là kiểu em từ ngày đầu tiên em vô em chăm sóc cổ rất là nhiều luôn, chăm cổ từng ly từng tím luôn một luôn, nhưng mà không may là cổ không qua khỏi được. Một 160 thiện nguyện viên khi về đây không phân biệt tôn giáo, tín ngưỡng, tất cả mọi người đều phụng sự vì một mục đích là duy nhất là hỗ trợ cứu sống bệnh nhân. Một người là tất cả mà tất cả là một. Lựa chọn dấn thân vào tuyến đầu chống dịch có nghĩa là đối diện với nguy cơ lây nhiễm, là chấp nhận nguy hiểm rủi ro đến với mình. Dù đã được tập huấn và tiêm vaccine đầy đủ, 9 tình nguyện viên trong đoàn thiện nguyện tôn giáo đã bị dương tính trong quá trình tiếp xúc với bệnh nhân. Cả nhóm được cách ly và theo dõi sức khỏe ngay tại bệnh viện. Không lo sợ, không hoang mang, các tình nguyện viên luôn giữ tâm thế bình an, chờ ngày khỏe lại để tiếp tục con đường mình đã chọn. Từ đầu thì mình đi mình đã biết rằng nguy cơ mình nhiễm cũng cao. Tại mình chăm sóc bệnh nhân mình cũng thấy những triệu chứng đó. Sau khi hết bệnh thì mình cũng muốn tiếp tục hỗ trợ các y bác sĩ, giống như cái ý nguyện ban đầu mình đăng ký đi tình nguyện. Nếu mà được quay lại thì con vẫn quyết định là chọn con đường đi làm tình nguyện viên dù kết quả có như thế nào nữa. Vẫn muốn cống hiến hết mình cho đất nước này. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe, vui vẻ. Càng khốc liệt, càng gay go, càng mệt mỏi thì người ta sẽ càng trân quý những thời gian quý giá mà được sống trên đất. Nên mọi người, kể cả bác sĩ và tất cả mọi người đều cố gắng giành giật và giúp đỡ từng mạng sống một.
Chúng tôi rất là cảm kích sự hy sinh của các lực lượng tình nguyện viên chăm sóc bệnh nhân rất hết mình và vô cùng trách nhiệm, giúp cho bệnh nhân mau chóng hồi phục và làm giảm thiểu tối đa cái tỷ lệ tử vong của người bệnh nặng và nguy kịch. Giữ gìn sức khỏe nha mọi người. Tụi nó lắm. Tụi nó giúp mình nhiều. Trời ơi, con sức khỏe con vui quá à. Phải vui, mừng lắm. Nhìn mặt là nhớ thôi. Nhìn hai con mắt là nhớ liền. Nhớ giọng của con là nhớ liền. Sự rằng chúng tôi chưa dám nói về tự hào vì chúng tôi chỉ là một hạt cát trong cái biển người mà đang phòng chống dịch mà thôi. Nhưng mà thật sự rằng cảm giác của chúng tôi là một sự hạnh phúc vì hạnh phúc được phục vụ và hạnh phúc được trao cái tình yêu thương của mình cho đến cho bệnh nhân nhiều hơn. Xong chưa? Xong chưa? Lấy cửa sẵn đi. Rồi. Như những đốm lửa nhỏ, niềm lạc quan và tinh thần tình nguyện vì cộng đồng đã được thắp lên và lan tỏa, mỗi ngày lại càng cháy mãnh liệt hơn. Khi mà đến cái bệnh viện mà phục vụ như thế này, thì mình thêm yêu sức khỏe và trân quý sức khỏe của mình. Bên cạnh đó là mình rất là quý trọng những cái giây phút mình được ở bên người thân và những người yêu quý mình. Dù theo dù là những khoảnh khắc nhỏ nhất. Trên đời thiếu những nụ cười, buồn phiền răng lưỡi khắp nơi. Tôi mong là y bác sĩ hay tất cả mọi người tuyến đầu đều có sức khỏe để tiếp tục chiến đấu. Tất cả mọi người đừng nản lòng. Những người nào còn sức khỏe hãy cố gắng giúp đỡ mọi người. Mình nên thống yêu thương để cùng nhau chống lại cơn đại dịch này. Con chào đời thì trong đại dịch cũng đã thiệt thòi nhiều thứ. Tất cả vì bà con thì mình cũng chấp nhận sự hy sinh. Cái đấy là sự lựa chọn của riêng tôi cũng như cái team đồng đội của tôi.